Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt hữu tướng, vô tướng, chẳng lấy hữu tướng, vô tướng để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt hữu tướng, vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện, vô nguyện để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt hữu nguyện, vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt vô minh, cũng chẳng lấy vô minh để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, cũng chẳng lấy hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt cái không nội, cũng chẳng lấy cái không nội để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cũng chẳng lấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt chân như, cũng chẳng lấy chân như để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Hết quyển thứ 82.